Dạ. Em giải quyết nốt cái đã. Đây à? Bao nhiêu đây anh? Cái này là 2 triệu. Thế được à? Anh quên. Quê giúp mà. Mấy tiền này? 2 triệu. Đấy, múc thôi. Nên là anh cứ biết là nó tinh dí đến đâu thì đi. Đến mai này 3 tiền. Dạ, thế 3 triệu ạ. Vừa quê với cả là từ ngày xưa làm. Còn nặng ý là còn này lúc bây giờ là không thể bẻ nữa thì làm cũng phải. Mà bây giờ có về có thể đột thoải mái. Cả trong gì nữa. Sau rồi nuôi nhiều mầm thở là nó lại không đây thôi, nuôi con này biển nên nó đây mới mọi người làm mọi người đất này bắt đầu làm rừng khô từ đầu rồi. Ông cây này cứ cây này cứ thế này mà chơi thôi. Vậy xuống này xuống mẻ đấy thì bể còn lại nó phải trên 25 bể bãi tốt có dư thì quá đẹp rồi. Thì anh cứ căn cái anh mua rồi ấy chẳng hạn, bởi vì em bán cái này nó có chuẩn nên là nó sai là như gì đấy. Đẹp quá. Chả mấy khi có cây rẻ mà đẹp. Chả mấy khi có cây rẻ mà đẹp. Trường nhé. Đây này, các ông nào hỏi số cứ đây này. Số này nhá. Cây này về là 500 ạ. Trung tâm đây. Siêu rẻ. 3 giờ là bắt trước. Quả. Quả này ngồi dưới bóng này mát. Con này mà hôm nào nắng nóng thì ngồi đây phê nhỉ. Xem cứ như đem hôi ấy nhỉ. Đấy, cái hôm nay hay cái hôm mà tiếc hôm nay trời nó không nắng bằng mấy hôm trước. Nhiều tiền không bác? Của mình hả bác? Cây này là đang là bao nhiêu tiền đấy ạ? Bác chủ ơi, cây này là bao nhiêu tiền đấy? Là không có mấy em ạ. Dạ. Mới lên này. Và vừa rồi có gặp bác Đốc Sinh ở đây thì bác ấy gọi lại góp ý. Thực tế là tôi có một số cái video hay là đâu đấy tôi không nhớ đâu. Mình đúng là ít tuổi hơn bác, tuổi con cháu. Mình chắc là có nói ở ngoài chợ nó có bố bã lọt vào cái gì đấy, không nhớ đâu. Thì bác góp ý cũng chân tình, chính xác không? Đấy, đấy thì các bác có theo dõi cái gì thì bỏ qua nhá, thông cảm nhá. Hy vọng lần này sẽ xem được. Rồi, nhiều cây lắm các bác. Rồi bán ngay. Bán nhanh. Bán nhanh thế. Dạ thế nhỉ. Và sẽ phiên ra cái này. Học lỏm nghề cái này. À, đây à. Đâu đây, để chỗ nào đây? Đây con nhà nghỉ. À, đây. Ra chơi thử. Chơi không? Ra tìm đồ đó. Bán giờ là khó tìm đồ. Điên mà tầm con này tuổi gì? Có quả búa hay đấy nhỉ? Có nào búa... Có súng. Có súng con này năm sau tuổi gì mà mang được? Tao chả hiểu nào, cái này của nó như gai cắp. Đó, đừng nói con này này. Vàng đồng, con kia thì tỉnh hơn con này. Con này là ở vùng nước mặn. Vàng đồng. Cắt trắng. Không, đây là ngắm, nhưng mà sợ nó đụng nào. Con ao. Không, thì cả hai.
Cây to thì 35 à. Quá đẹp. Ra mà cây này đúng là hôm nào nắng nắng mà đem đi có ô luôn. Ôi giời. Xúc xuê. Cây này 35 triệu. Có cái nào đẹp bằng này. Nếu nói thì lúc giờ nó đổi tông. Bỏ cái khẩu đi. Dưa là cứ phải thóc lại là ác đấy. Buộc quần cặp ấy. Bây giờ nó đéo chơi. Cái áo vừa to như này. Bây giờ nó lại chơi vào chạm. Như xinh. Mặt dính này chưa móc hết anh ơi. Anh đưa cái đục này. Vẫn mắc dính ở đoạn giữa. Đang học cái mót to bằng nhau nó không có được cô để này. Không, giống thân đi. Ghê lắm. Cắt nữa chứ. Cắt đi. Đây em sẽ nhả anh cắt mẹ ra cho nó khoảng. Cắt. Cái cua này bé quá sáng mặt mình hết sức đùa với cái hồ to lắm quay phải cho. Mà tốt nhất là đừng có làm nữa để người ta ngứa mắt về người ta làm chứ làm hết của người ta. Sẽ có người ngứa mắt. Đấy là người nếu mà thờ người ta không thích đâu. Thì trừ. Đúng rồi, không thích đâu. Làm thế thôi. Người ta mua về phải được động một tí. Mua về mà lại trưng như thì là vàng thì thôi. Đấy. Cắt gợi chỉ cắt mua này chúng mua cắt gợi ý thế thôi. Nhưng mà đi chở chồng xong là đi ra thì chút cái này quay này đó là bóc quay hết để bóc hết. Già lắm. Không biết để tạm thời thế này nhỉ. Xe vào đây chở bỏ ra phát nó lấp mẹ xuống. Bỏ ra thì này. Hôm nay đây tết. Đừng có cắt nữa để về người ta. Này đang mấy chục đây. Mấy chục đây Kiên. Bao tiền? Này á. Hai chục. Hai chục gì? Chai. Alo. Chưa em đang ngoài đường chưa ấy được. Hả? Thế thôi để cấp độ 3 thì cái cấp độ 3 nó cao nhất thì nó mới nhiều đầu việc chứ. Không. Bốn cấp độ cả. Cái sổ tưởng là chốt là chỉ 3 cấp độ thôi. Ông Tùng ông ấy vẽ vào chứ có ai làm đâu. Thế anh xem em có những cái gì mà nhét vào cấp độ 4 được thì anh sửa lại cái. Cấp độ 4, cái gì nhét ở cấp độ 3 bây giờ? Rồi, ok. Tranh nhau xin về tôi chính tỏ đắt phết. Câu về dư cắt của nó là vấn đề. Xin được cái này, xin được cắt được một cái đèn đấy. Cắt được cái đèn. Không, đừng tí ông tí thế này. Chặt cưa lại. Thế để dỡ ngược lên cho anh. Cưa ngắn quá.
Táo vàng đấy nhỉ. Bắt buộc phải thế, không thế không thành cây được. Đấy, không có nào mà đây mình không. Vâng ơi, không có quát được không? Không thể chơi được cao. Đấy, cô ông cướp nhau vì đấy. Bảo thôi, cứ lấy khoảng độ đôi triệu cục đấy. Chụp hoạch, chụp hoạch. Cái này cứ làm triệu. Chụp hoạch, chụp hoạch. Triệu bán luôn. Đi ra triệu bán luôn, đéo đóng chung tiền. Đấy. Cắt dần ra bán được. 20 phần rớt tiền luôn rồi. Chết rồi. Chết rồi. Hỏng quá rồi. Lại còn có 3 triệu thôi. Đấy. Ba cái gì? Cái này cao quá. Đâu rồi. Cái này cần thiết một tiền. Cao nhỉ. Em ơi. Vang ngả. Chung là tí nữa sẽ thu hết. Hai chục được cắt thì mới còn bao nhiêu hay là lấy lại.